Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc siêu xe. Cái này mình tận dụng lại những đồ chơi của cháu mình nha. Chơi nó hư bỏ hết, giờ mình sẽ làm lại. Nó rất là đơn giản nha. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu làm nha.
dài.